Tập 14. Hàng canh này bình thường trông thì hung dữ, không ngờ lại còn biết xin lỗi. Văn Tuấn cũng thế, cô cũng thế. Các người đều có phương pháp riêng của mình, ta không nên xen vào. Nếu không có cô và hắn thì dù không thể nói là ta không sống được ở thành Cửu Tiêu, nhưng chắc chắn sẽ không thuận lợi như bây giờ. Ăn viên màu đỏ nào. Kẹo này ngọt ghê. Quỳnh ấy đồng ý đưa mình về nhà, cũng xem như đã nói được làm được. Thôi được, tiếp theo để mình suy nghĩ thử xem rốt cuộc nên phá vụ án này như thế nào đây. Từ Hữu Đạo chết ở Nam Phong Trai trong thời gian ngắn như thế, vậy lẽ nào hung thủ ở Nam Phong Trai ư? Rốt cuộc Nam Phong Trai này đang giấu giếm bí mật gì vậy? Phức tạp quá. Để mai rồi nghĩ tiếp. Đến xem đi. Quà ăn đường. Quần áo của mình đâu? Tôi rồi, tôi rồi. Kẹo của mình. Mẹ, sao mẹ lại tùy tiện giật quần áo của con vậy? Kẹo của con vẫn còn trong đó mà. Mẹ, sao mẹ không nói với con tiếng nào mà đã giặt đồ vậy? Không phải chỉ là gói kẹo thôi sao? Con là lối cái gì? Kẹo của con căng thẳng vậy, là Dương gia tặng à? Phải rồi, mình căng thẳng vậy làm gì nhỉ? Gì vậy mẹ? Con xót bộ quần áo này và tiền thôi. Mẹ xem nó bị lem thành thế này rồi này. Nhiều màu như vậy, cái này thì có gì mà phải xót? Kẹo thì mẹ không đền cho con được, chứ quần áo thì con cứ chờ đấy. Xem mẹ đây. Đây. Mẹ định làm gì thế? Ta đang cứu chữa nó đây. Vậy mà còn cứu chữa được sao? Sao mà cứu chữa đây? Không phải tẩy tí màu thôi sao? Nào, tần thần y tự có cách của tần thần y. Con đợi đấy. Thật là có gì đâu mà. Mẹ nhìn xem, lãng phí quá. Con cứ đợi đấy, con còn chưa ăn nữa. Hơn nữa bị lem màu ra như vậy, sao mà giặt sạch được chứ? Con xem đi. Nhìn đi. Mẹ, mẹ đưa con xem. Giặt sạch thật rồi này. Đương nhiên rồi. Chuyện kỳ lạ là
Ông lão vốn đang câu cá trên sông, ở trong tranh, đã biến mất. Mẹ ơi, mẹ quả không hổ là Tần thần y. Mẹ, con nghĩ ra rồi. Con nghĩ ra rồi, nghe đầu. Con chưa ăn sáng mà. Con không ăn, không ăn. Sao tự dưng chân của nhà đầu này khỏe lại rồi? Chân nhanh nhẹn hơn nhỉ? Tất nhiên rồi, khả năng phục hồi của ta nhanh lắm đấy. Có điều cô nhất định phải làm thế này sao? Quy tắc đầu tiên của Tô Cửu Nhi ta là đơn giản thô bạo lại có hiệu quả bất ngờ. Đưa đây đi. Đón lấy. Cái này sao lại làm bằng sắt chứ? Nặng vậy. Để ta. Để cho nghĩa phụ. Nghĩa phụ, đưa ta. Có cần làm quá lên không vậy? Dương gia, ta thấy nên để ta gõ chiên thì hơn. Với cơ thể yếu ớt của cậu thì ta không được. Hôm qua khi điều tra, ta đã không giúp được gì rồi. Nên đừng ai dành việc này với ta. Không dành thì thôi. Chuyện gì vậy? Còn chưa thu dọn đồ đạc xong mà. Xảy ra chuyện gì vậy? Đi. Cầm lấy. Đi xem thử. Cửu Nhi, sao nào? Ta đã triệu tập mọi người đến rồi. Gõ chiên rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Không phải chỉ là dung dùi thôi sao? Không sao chứ, không sao chứ. Gì cơ? Ngươi không sao chứ? Không, ngươi nói lớn lên đi. Ngươi nói gì vậy? Các vị, đốc trai về tra án mà hỏi từng người một thì thật sự quá phiền phức. Vậy nên ta đã triệu tập tất cả mọi người đến đây để hỏi rõ trong một lần, lượng thứ cho ta nhé. Tô Tùng Vệ, có gì cứ nói thẳng đi. Là thế này, đêm qua ta đã ghé thăm phòng tranh vô danh. Chưởng quầy đã nói ta biết trong năm phong trai của các huynh có vị thần tiên, hơn nữa người đó sống ở trong tranh, có thể đi lại thoải mái. Nên ta chỉ muốn hỏi các vị rằng có chuyện này không? Đúng đó. Có. Vậy mọi người có từng nghe nói Dương Kế Dung cũng có một bức Hàn Giang độc điếu đồ không? Nghe bảo cụ già đánh cá trong tranh đã biến mất rồi. Việc này, có chuyện này à? Sao lại có chuyện này được? Đó chẳng phải việc tốt sao? Vậy thì không phải, tranh của sư thúc sẽ bán được giá cao rồi sao? Đúng đó. Vậy tại sao sư huynh lại muốn chụp bức tranh đó về? Vì sư huynh lấy bức tranh đó về thì có gì kỳ lạ sao? Nhưng hắn chuột về rồi lại dứt đi, có vẻ rất sợ bức tranh ấy. Chuyện này là tại sao? Tính tình nhị sư huynh quái gở, bọn ta khó mà đoán được sở thích của huynh ấy. Vậy ta phải bắt từng người trong bức tranh ra để tra hỏi. Lại lừa gạt người ta rồi. Thật quan đường. Có quan đường hay không thì cứ bắt được là các người sẽ biết thôi. Giờ ta muốn hỏi thử xem, rốt cuộc cụ giải là nam hay nữ, mập hay gầy, cao hay lùn, có đặc trưng gì, quần áo màu gì? Hãy trả lời ngay. Ta từng thấy rồi, là một cụ già mặc áo tơi màu vàng tro. Vậy thì còn ai khác muốn bổ sung không? Tô Tuần Vệ, muốn bắt người trong tranh thật sao? Không những thế, ta còn muốn nói chuyện với vị tiên trong bức tranh ấy nữa, để xem người đó có thể cho ta manh mối gì. Người sinh vào mùa xuân năm Định Khôn thứ 25. Rồi người đó nói sao? Năm Định Khôn thứ 29. Xuất hiện năm Định Khôn thứ 29. Quả sĩ Lâm, cách điều tra của nhà đầu này không đáng tin gì cả. Đừng mất thời gian ở đây nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi. Nào, giải tán đi. Đi thôi. Họ đi rồi à? Đi rồi. Cửu Nhi, cô tốn công cả buổi sáng là muốn điều tra thế nào vậy? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Cô ấy sợ Nam Phong trai quá nhiều người sẽ thông đồng cho khẩu cung giả, nên mới nghĩ cách triệu tập hết mọi người một lần. Diệu kế. Mau ghi lại đi. Được, ghi lại. Hơn nữa hôm nay chúng ta đã có được manh mối quan trọng nhất. Manh mối gì cơ? Cụ già ư? Cụ già gì? Hôm nay người đến đây toàn là người trẻ tuổi mà. Vì vậy nghĩa phụ vẫn là cộng sự của con thông minh nhất. Thực ra thì may là có mẹ nhắc nhở con.
Cái gọi là người trong tranh biến mất thực tế chỉ là màu biến mất mà thôi, cũng không phải không có chút dấu vết nào. Vậy cả sáng hôm nay cô... Đây, ta chỉ muốn biết rốt cuộc cụ già đó được vẽ bằng mấy loại màu thôi. Thì ra mấy đứa đang nói đến cụ già trong bức tranh à. Ngươi đừng ghi cái này, đừng ghi. Vậy là sáng nay cô cố ý nói nhiều như vậy, có phải là muốn hung thủ biết mục đích của cô không? Đúng vậy. Lợi hại quá. Ghi lại cái này nhé. Theo ta biết, màu vẽ của các họa sĩ đều là tự điều chế. Cùng một loại màu cũng có cách điều chế khác nhau. Có loại dùng hoa cỏ, có loại dùng cây cối. Vậy nên chuyện quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của màu vàng tro đó trước, thì mới tìm được tung tích của hung thủ. Nguồn gốc vàng tro, ta mối liên quan phức tạp như vậy mà cô cũng tìm ra được. Cử Nhi, cô thông minh thật đấy. Tuấn Nhi, huynh đừng có tâm bốc ta nữa. Ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Từ Hữu Đạo và Dương Kế Dung chết không rõ nguyên nhân. Tinh Lâm Tri Hành đó không biết gì sao cũng bị hung thủ nhắm đến. Ta chỉ đành tìm cách khác thôi. Nếu ta là hung thủ thì ta sẽ dứt hết số màu này đi. Chúng ta đã không gặp nhau lâu như vậy rồi mà cô vẫn thông minh như vậy. Cử Nhi, sao cô học được cách trả án vậy? Ta sao? Ta đã may mắn được tuần sứ hàng đầu ở đất Trai Vệ truyền dạy. Vậy nên ta đã trở nên thông minh sáng dạ, kinh nghiệm đầy mình. Đúng không nghĩa phụ? Đúng. Rất đúng. Ta nói cho cậu biết, ta là một người có phúc. Bây giờ lão hồ ta phá án hoàn toàn nhờ vào sự thông minh lợi hại của con gái ta. Tiểu Hàng huynh đệ lại biến mất rồi à? Không muốn nhìn thấy tên ăn hại chỉ biết tân bốc đó chút nào. Hàng thiếu. Chủ. Tìm ta có việc gì? Hàng huynh đệ, ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần. Nhà đầu kia nói là chắc chắn ngươi sẽ đi theo dõi Lâm Tri Hành, sợ một mình ngươi không kham nổi nên bảo ta giúp ngươi một tay. Cô ấy được tên nhân tuấn kia tân bốc lên tận trời rồi, sao còn nhớ đến ta được chứ? Ngươi thế này lẽ nào là đang ghen ư? Ám hiệu. Nói chứ dáng vẻ vừa nãy của ngươi rõ ràng là đang ghen. Đúng là ghen còn gì. Họa sĩ Lâm, những món này đều do đốc trai vệ bọn ta chuẩn bị cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhà tuần vệ vất vả rồi, họa sĩ không cần khách sáo. Trong vụ án này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Sau khi bắt được hung thủ thì bọn ta sẽ không quấy rầy nữa. Nhưng nhà tuần vệ này, đốc trai vệ công khai bảo vệ ta, nếu hung thủ ngầm theo dõi thì liệu có không xuất hiện nữa không? Cũng có khả năng là sẽ như vậy. Chỉ là bọn ta nghĩ, bọn ta cũng chỉ muốn bảo vệ Chu Toàn Chỉ Huynh thôi. Nói vậy thì Nhạc Tuần Vệ muốn bảo vệ ta bao lâu? Chuyện này tóm lại là bọn ta sẽ không ở lại Nam Phong Trai mãi. Ta bảo vệ huynh, còn bên kia có Cửu Nhi cô nương và Điện Hạ Người Kỳ truy bắt hung thủ. Làm hai việc cùng một lúc sẽ phá án nhanh thôi. Sao vậy? Huynh không tin sao? Tại hạ có rất nhiều việc của Nam Phong Trai cần phải làm. Cứ bị nhốt trong phòng mãi thật sự là có hơi không tiện. Cũng phải để ta nghĩ cách cho huynh. Chuẩn bị xe ngựa xong rồi ạ?
Có ta trông chừng Lâm Tri Hành, chắc chắn không có vấn đề. Vâng, ngươi bảo vệ Nam Phong trai cho tốt. Vâng, đừng để cổ nhà đầu gây rắc rối cho ta. Làm gì vậy? Tên Nhạc Đại Nhân ăn cây táo rồi cây sung này. Hắn không nghĩ là tên Lâm Tri Hành đó sẽ có bí mật gì hay sao? Cô đến đây từ lúc nào? Ta đã nói rồi mà, Cửu Nhi bảo ta đến giúp ngươi một tay. Ta cũng đâu có nói là Cửu Nhi sẽ không đến đây. Ngươi buồn cười thật đấy. Điện hạ, à, bọn họ ngồi xe ngựa chắc chắn là đi rất nhanh. Lát nữa huynh có thể đưa ta đi vèo 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 theo không? Vèo vèo là gì vậy? Đưa ta đi theo cùng được không? Xin lỗi, không đưa theo nổi. Không được, huynh phải đưa ta theo. Đưa cô đi theo cũng được. Đuổi cái của nợ kia đi khỏi đây cho ta. Của nợ? Huynh muốn ném ta cho chết đấy à? Mông của ta. Mau lại đây, nha đầu. Cửu Nhi, mau mau mau. Không sao chứ, không sao chứ. Đỡ dậy, không sao. Đỡ con dậy. Không sao là tốt rồi. Nào nào nào, không sao là tốt. Mông của con, sao huynh này chạy mất rồi? Ta bảo này nha đầu, sau này con có thể thục nữ hơn chút được không? Vừa nãy con làm chuyện mất mặt quá, để Dương gia chê cười rồi. Cửu Nhi vì tra án thôi mà. Đúng vậy, tra án. Bà chủ, giảm giá cho ta chút đi. Cô nương, giá này rẻ nhất rồi. Cái này cũng đẹp đấy. Bà chủ, cái màu xanh lá này, còn cái nào màu nhạt hơn chút không? Nhạt hơn chút sao? Để ta tìm cho. Xin tránh đường. Đây cô nương, màu xanh lá này cũng đẹp đấy chứ. Đây là màu thịnh hành nhất đấy. Tránh đường, xin tránh đường. Cô nhìn này, phối diệu phục của cô đẹp biết bao. Cẩn thận nhé. Bà chủ, chiếc ô này còn màu khác không? Cái này có, ở phía sau, để ta lấy cho ngài. Nhường đường, nhường đường. Nghe thấy chiếc ô này có được không? Cẩn thận, bà chủ. Tới đây, tới đây. Cô muốn mua chiếc ô nào? Chiếc này, để ta lấy cho cô. Cảm ơn. Chiếc này đúng không? Cẩn thận, ô của ta. Xin lỗi bà chủ, chuyện gì thế này? Xin lỗi, đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Được, cảm ơn, ta không có ý đâu. Nào, từ từ thôi. Chuyện này là sao vậy? Tên Lâm Tri Hành này quả nhiên là có vấn đề. Để đây, cảm ơn nhé. Cảm ơn. Quả sĩ Lâm, mộ bán ngay tại chỗ. Sao hắn cứ lượn lỡ quanh đây vậy? Cá sống đây, mổ bán ngay tại chỗ. Cá này lần sau khách quan ghé lại. Thịt mới đây, tươi rói. Cá của ngươi đều tươi cả chứ? Chỗ cá này đều mới mổ. Bán cho ta con này. Được, làm sạch nhé. Được. Thế nào, ngài nhìn đi. Sạch chứ? Được rồi, bán cho ta con này. Được rồi, bán cho ta miếng này. Mổ bán ngay tại chỗ. Khách quan đi thông thả. Không ngờ ta để hắn chạy mất rồi. Nghe thấy con này thế nào? Béo đúng không? Con này ngon. Được rồi. Nhiệt độ chỗ này cao hơn bên ngoài rất nhiều. Còn có rất nhiều mùi buồn nôn. Điện hạ, có nhớ ta không?
Cô định làm gì? Tôi đang giúp huynh giải nhiệt đấy. Sao cô tìm được ta? Huynh còn nói nữa, huynh không biết để lại ký hiệu à? Nếu không nhà ta thông minh thì huynh đã biến thành miếng thịt người kỳ khô trên phố Ngô Lan rồi. Không phải ta không biết để lại ký hiệu, mà là ta không muốn để lại. Huynh cái gì? Chẳng phải cuối cùng thì cô vẫn tìm được ta sao? Ta đã bảo rồi, đó là vì ta thông minh. Hắn vừa đi khỏi thì ta đã vào phòng của Lâm Tri Hành dạo quanh một vòng. Hắn muốn cắt đuôi Nhạc đại nhân thì không khó, nhưng muốn cắt đuôi huynh thì chắc chắn phải nghĩ cách. Lúc Lâm Tri Hành ra ngoài là giữa trưa, chính là lúc nắng gắt nhất. Ngẫm lại thì nơi nóng nhất, có mùi khó ngửi nhất thành Củ Tiêu chỉ có con phố Ngô Lan này thôi. Cô lại có ý đồ gì đấy? Ta đang tính xem huynh nên báo đáp ơn cứu mạng của ta với huynh thế nào đây. Kẹo, gấm, hay là ốc kẻ mày, hay là thôi đi, huynh cứ đưa ta đến Đắc Nguyệt Lâu ăn một bữa no nê đi. Cái đầu làm từ sổ sách của cô dừng lại một chút được không? Tại sao ta phải dừng? Đằng nào huynh cũng không tin ta, thế thì chuyển niềm tin giữa chúng ta thành sổ nợ thôi. Không phải ta không tin cô, chẳng qua ta tin rằng khi người ta ở một mình sẽ có thể tỉnh táo hơn thôi. Thế điện hạ này, bây giờ huynh có chịu tin ta ngồi ở đây ngoan ngoãn chờ đợi không? Chờ đợi cái gì? Nói không chừng Lâm Tri Hành đã chạy thật rồi. Huynh yên tâm đi, ta đã đến phòng của hắn xem qua rồi. Hắn ta không mang theo thứ gì hết, chắc chắn không chạy đâu. Ta còn tưởng là hắn sẽ không cắt đuôi các huynh chứ, không ngờ hắn ta lại tự tin về an nguy của mình đến vậy. Ta đoán chắc chắn tí nữa Lâm Tri Hành này sẽ quay lại. Đúng lúc, tầm nhìn ở chỗ này rất tốt. Huynh vừa khôi phục lại, chúng ta vừa quan sát tình hình. Huynh mau lại đây xem đi, cái tên ngốc đại nhân kia cũng đang tìm hắn kìa. Bà chủ, cho ta hỏi vị khách mặc đồ trắng vừa rồi đi đâu rồi? Bà có ấn tượng không? Hình như là chạy sang bên này rồi. Phòng tranh vô danh. Quả sĩ Lâm, quả sĩ Lâm, quả sĩ Lâm, rốt cuộc là đi đâu rồi? Khắc cáp, đẩy đi. Người biến gì đấy? Đại tướng quân kia không phải người của Đốc Ca Vệ sao? Hắn ta lượn lờ ở đây thì chắc chắn điện hạ cũng ở đây. Điện hạ ở đây thì ngươi không làm việc nữa à? Việc này cũng là điện hạ sắp xếp cho ngươi làm. Ta không có ý đó, ý ta là chúng ta làm việc nặng nhọc ở đây thì điều tra được manh mối gì chứ? Lắm lời vừa thôi, ngươi mau đi đẩy xe đi. Lát nữa đến nơi ngươi xước mướt vào đấy. Xước mướt thì là nghề của ta rồi. Yên tâm đi. Bán thịt lợn đây, thịt tươi mới thịt luôn đây. Mấy người các ngươi có ai đỡ một tay không? Qua đó bốc dở đi. Nhanh, nhanh, nhanh đi. Rồi rồi, nào nào. Hàng của các ngươi nặng quá. Trông nhé, đi, đi tìm ông chủ lấy tiền. Đa tạ, đi đi, dỡ hàng xuống đi, nhanh. Ngươi, nói với họ đi, ông chủ đưa hàng tới rồi. Đây, đi đi. Ít vậy thôi à? Ông chủ, huynh cho bọn ta thêm chút nữa đi. Huynh xem hàng quá nhiều thế này, nặng thế này, ngươi chỉ làm chút công việc này thôi, còn muốn đợi bao nhiêu nữa? Không phải, huynh cho bọn ta thêm chút đi. Huynh xem tỷ tỷ ta đã mệt thế này rồi. Ông chủ, huynh cho bọn ta thêm chút nữa đi. Một lượng bạc thôi. Không có, không có, chỉ từng đấy thôi. Lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Hai người các ngươi cần tiền đúng không? Lại đây, lại đây. Hai người là người kỳ đúng không? Phải. Ta nói người kỳ các ngươi muốn kiếm tiền nhanh thì dễ lắm, hoàn toàn không cần cúi mình ở đây. Ông chủ, huynh nói vậy là có ý gì? Ngươi không biết à? Người kỳ các ngươi có một loại dược liệu quý giá thuần tự nhiên ở trên người, các ngươi hoàn toàn có thể lấy nó ra để đổi lấy tiền. Đại ca, huynh có thể nói rõ hơn không? Đi theo ta. Giỏi lắm.
nhanh mồm nhanh miệng còn thích cắn hạt dưa. Kiếp trước nha đầu này là con vẹt đúng không? Quả nhiên Lâm Thi Hành quay lại rồi. Quả Chí Lâm, Quân đi đâu đấy? Làm ta tìm mãi. Nhà Tuần Vệ, Quân đi đâu đấy? Ta đi một vòng mua đồ xong, quay về không thấy Quân đâu nữa. Sốt hết cả ruột. Ta tìm Quân ở đây một vòng rồi vẫn không thấy Quân. Thế xem ra chúng ta bị lạc nhau rồi. May mà chúng ta đều thông minh, biết đường về chỗ cũ đợi. Chứ còn sao nữa? Quân đi cả nửa ngày chỉ để mua chút đồ này thôi sao? Các Quân nói bức tranh giết người, nên ta muốn mua ít đồ để người trong trai tế bái cho tử tế, xem có xua đuổi tà ma không. Quá ra Lâm Tri Hành tự tin với an nguy của mình như vậy. Chắc chắn hắn ta nghĩ có ma quỷ đang làm loạn, nên mới chọn ra ngoài mua đồ vào lúc giữa trưa, khi nhiều dương khí nhất, rồi trở về làm phép trừ tà. Vừa rồi cô suy luận về hắn ta nhiều như vậy, đúng là đề cao hắn ta rồi. Cười cái gì? Có gì đáng cười đâu. Hay cho tên Lâm Tri Hành này uổng công ta phán đoán về ngươi như thế. Vậy mà ngươi lại mang mấy thứ này về. Không được, ta phải tính toán cho kỹ càng, xem trong vòng nửa canh giờ hắn ta đi bộ có thể tới được những đâu. Ta phải điều tra lại lần nữa. Cô đừng có phí công sức nữa. Bây giờ ta lại có ý này, cô có muốn nghe không? Điện hạ, cuối cùng huynh cũng định thể hiện thực lực của mình rồi à? Trai chủ, nhưng làm như vậy có khi nào sẽ chọc giận quả tiên không? Thì sẽ không có việc gì đâu. Nhạc đại nhân, huynh có muốn đốt ít vàng giấy để xua đuổi tà khí luôn không? Quả sĩ Lâm, tại hạ chỉ lại thần tài thôi, huynh cứ tự nhiên. Ta phải nhân lúc hắn ta vắng mặt, nhanh tay lục soát. Ta còn tưởng huynh chuẩn bị chiêu lớn gì chứ. Quá ra lại đột nhập điều tra. Chỗ này chắc họ đã điều tra hết rồi. Nếu có chỗ nào khác thường thì nên tìm ra lâu rồi mới phải. Cô nghĩ có phải huynh lại định nói người càng bọn ta lục soát không bằng người kỳ không? Biết rồi còn hỏi. Thế một người càng như ta có thể ngồi đây nhìn người kỳ như huynh lục soát không? Được rồi. Nể tình hôm nay huynh suýt nữa thì thành người kỳ khô, ta lục soát giúp huynh vậy. Không có ngăn ngầm, hơn nữa trong căn phòng này chỉ toàn là cây cỏ, chúng ta nên tìm cái gì đây? Có hai hướng suy nghĩ. Nếu như hắn ta là hung thủ thì chắc chắn sẽ có thù hận gì đó giữa hắn và hai người. Nếu như hắn không phải hung thủ mà là mục tiêu tiếp theo thì nhất định sẽ có điểm chung gì đó giữa hắn với Từ Hữu Đạo Dương Ký Dung. Điểm chung của họ chắc là tranh. Từ Hữu Đạo vẽ động vật, trên cơ thể động vật có đầu. Lâm Tri Hành vẽ thực vật. Nhưng trong căn phòng này có nhiều cây cỏ như vậy, có lẽ hắn ta sẽ vẽ. Cả căn phòng này chỉ có nó là bất thường nhất. Bất thường chỗ nào? Hoa ngân hồ này không phải hoa mùa này. Nó thích nắng không thích râm. Hơn nữa vị trí đặt hoa này cũng rất kỳ lạ. Chỗ này có rất ít nắng chiếu vào, sao chậu hoa này có thể nở rộ vậy chứ? Oh,
này, để cây này thô quá, bất thường quá đấy. Đợi chút, huynh yên nào, liệu có bí ẩn gì không? Đợi ta với, sao lần nào cũng như vậy thế? Hàn Điện Hạ, Hàn Điện Hạ, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Đại, đại nhân, ngài có ý gì? Ngươi có được thứ này bằng cách nào? Đại, đại nhân, có phải ngài hiểu lầm gì rồi không? Đây là thứ ta mua đàng hoàng mà. Dừng tay! Hàng Tranh, Hàng Tranh, Hàng Tranh, Hàng Tranh, không sao chứ, họa sĩ Lâm. Huynh đừng kích động. Hàng huynh, Hàng huynh, sao rồi? Huynh đừng kích động, bình tĩnh lại. Tiểu huynh đệ, bình tĩnh đi. Hàng tiểu huynh đệ, có gì chúng ta có thể bàn bạc mà, đúng không? Đúng thế, huynh không được giết người. Rốt cuộc đó là gì thế? Mọi người, sư huynh ta nói hôm nay huynh ấy bị kinh sợ, không muốn gặp mọi người nữa, nhất là vị hàng tuần vệ này và người của đốc trai vệ. Huynh ấy không tin tưởng, cũng không muốn để mọi người bảo vệ nữa. Mời mọi người về sớm cho. Quả sĩ Phùng, nói thật là chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Ta vẫn còn nhiệm vụ, có thể giải thích với quả sĩ Lâm được không? Quả sĩ Phùng, quả sĩ Phùng. Hàng Điện Hạ, ngài làm càng quá đấy. Quả sĩ Lâm mặc kiện chuyện này lên đốc trai vậy, thì ngài và Cửu Nhi phải chịu trách nhiệm. Ơ, thế ta chịu trách nhiệm thì chịu. Chắc chắn chuyện này có nguyên nhân, nếu không thì sao Điện Hạ lại giận vậy được? Nhưng mà Điện Hạ, rốt cuộc đây là thứ gì? Sao lại làm huynh giận như thế? Hàng huynh giận thế này, lẽ nào do thứ đó là đá kỳ nguyên trong truyền thuyết? Đá kỳ nguyên ư? Rốt cuộc đá kỳ nguyên là gì thế? Thứ này là một loại thuốc, hơn nữa còn bán giá rất đắt. Nó vốn không phải là một loại thuốc, chỉ là bị người càng coi là thuốc để dùng thôi. Thế nó vốn dĩ là gì? Nghe nói nó là bùa bảo vệ của người kỳ. Bùa bảo vệ? Người kỳ có năng lực lớn mạnh, nhưng lúc ra đời thì không hề ổn định. Vậy nên họ tìm một loại linh thạch có thể giúp họ ổn định năng lực. Lâu dần, đá kỳ nguyên sẽ nảy sinh quan hệ cộng sinh với chủ nhân. Năng lực của người kỳ càng lớn thì đá kỳ nguyên cũng sẽ càng mạnh. Ngược lại, chỉ cần người kỳ mất đi đá kỳ nguyên thì năng lực của họ cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Dương gia, tại sao ngươi lại hiểu về người kỳ bọn ta như vậy? Không không, hoàng huynh hiểu lầm rồi. Chỉ là trước kia huynh trưởng ta chuyên phụ trách việc người kỳ, nên là ta nghe nói qua thôi. Cũng tức là người dùng đá kỳ nguyên đang cướp mất năng lực của người kỳ, đúng không? Có thể nói là vậy. Vì ngay từ đầu người càng không hề biết lai lịch của đá kỳ nguyên, chỉ biết viên đá này có sức mạnh của kỳ tộc, nên lúc ban đầu chỉ dùng để chữa bệnh thôi. Chữa bệnh ư? Chữa kiểu gì? Có thể pha nước, có thể chườm nóng. Nếu dùng đúng cách thì sẽ giúp mở cả năm giác quan. Thế vẫn chưa phải thuốc. Nó còn có thể khiến ông có sức mạnh vô biên, tinh thần vô hạn, thậm chí còn không cảm thấy mệt. Nếu dùng không đúng cách thì nó sẽ khiến ông chóng mặt, hoa mắt, sinh ra ảo giác, đau đớn vô cùng. Tại sao nhỉ? Vì đá kỳ nguyên vốn không phải một loại thuốc, nó chỉ là một loại sức mạnh của kỳ tộc thôi. Loại sức mạnh này chỉ có thể khiến con người có được trong thời gian ngắn thôi. Thế Dương gia, tại sao họa sĩ Lâm lại cần dùng cái này? Có một vài văn nhân nghệ sĩ lúc ý tưởng cứ hay nghĩ đến những cách không chính đáng,
Nhưng chuyện này bị đa số nhân sĩ chính phái khinh thường. Tranh nhà thơ sáng tác ra khi dùng đá kỳ nguyên sẽ bị phần lớn người khinh bỉ. Vậy nên Lâm Tri Hành mới chôn đá kỳ nguyên trong cây hoa. Thế thì manh mối này vô ích rồi, Dương gia. Cũng không phải. Ta dội dàng tới là vì lúc chiều ta phát hiện ra mấy chuyện có liên quan tới đá kỳ nguyên ở kho. Chuyện gì? Dương gia, nhiều loại màu vàng thế này, ngài phải thử tới khi nào? Nào, ăn chút đã. Đi 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 đi. Giúp được cửu nhi ta vui lắm. Dương gia xem này, mặc dù tranh do Lâm Tri Hành vẽ bây giờ rất quỷ dị, nhưng ngài xem tranh vẽ lúc trước vẫn rất có quy củ mà. Mọi người, mời xem tranh hai bên. Mọi người thấy thế nào? Tranh bên phải truyền thống có quy củ, còn tranh bên trái thì có một chút tà khí. Còn gì nữa? Đây là tranh của ba người họ, chỉ là không cùng thời gian thôi. Chính xác, dù ba người họ có đặc điểm riêng, nhưng họ đều có một điểm chung khác thường. Bỗng nhiên bắt đầu từ lúc nào đó, phong cách tranh của họ đều thay đổi. Lẽ nào chính vì điều này, ta mới nhớ chủ vẽ phòng tranh vô danh nói với ta là có một vài họa sĩ sau khi sử dụng đá kỳ nguyên rồi vẽ thì phong cách sẽ thay đổi lớn. Cô xem có phải ba người họ vừa hay phù hợp với đặc điểm này không? Tuấn Nhi, huynh giỏi quá đấy. Ta biết rồi. Sở dĩ hung thủ nhắm họ làm mục tiêu là vì họ đều từng lén lút dùng đá kỳ nguyên. Nghe người nói thế, hung thủ chính là người kỳ. Đại nhân ca, ăn bừa cơm được chứ không được nói bừa. Chúng ta còn chưa biết hung thủ có động cơ gì mà. Đúng đúng. Đại nhân, chúng ta là đốc trai vệ, không được dọa đoán thế. Ngươi tránh ra. Tóm lại là chắc chắn Lâm Tri Hành sẽ gặp nguy hiểm. Điện hạ, nỗi khổ của huynh bọn ta đều biết rồi. Chỉ là trước mắt, chúng ta vẫn cần bảo vệ Lâm Tri Hành đã. Đủ rồi, ta sẽ không bảo vệ một người dùng đá kỳ nguyên. Đại tướng quân, cô vừa thám tin tức có cần phải cho thật không? Không hy sinh mà sao đạt được mục tiêu lớn? Cổ Thành Tiêu có vụ buôn bán thế này thì không biết đằng sau phải liên lụy tới bao người. Chúng ta nhất định phải lần theo manh mối, điều tra rõ mọi chuyện. Đại tướng quân, khó khăn lắm, ta mới thông minh một chút mà cô đã lấy luôn một mảnh đá kỳ nguyên. Thế chẳng phải là ta sẽ ngu hơn sao? Thế hay là lấy của ta nhé. Đừng, cô là con gái, lần sau mà lấy thì cứ lấy của khách cáp ta. Cô ở nhà ta làm gì? Đợi huynh đó. Đợi ta? Sao thế? Đã có manh mối. Chuyện huynh bảo ta điều tra rồi. Mua của ta đi. Mua của ta đi. Đa tạ. Được, về đi. Đa tạ. Cảm ơn, cảm ơn. Mua của ta đi. Mua của ta đi. Nói cho các ngươi nghe, không phải ta không muốn, mà là cơ thể các ngươi không chịu được thật. Chịu được mà. Ta được, ta chịu được. Đừng lại vì miếng cơm manh áo cả. Đừng hại bản thân, cũng đừng hại ta, được không? Người đi nghe ngóng đi. Xem ta, xem của ta được không? Ta tới đây. Ta đi nhé. Ta cũng được mà. Gì cơ? Ở chợ đen có người đang mua đá kỳ nguyên ư? Họ tìm những người kỳ tới đường cùng rồi, để thuyết phục họ bán đá kỳ nguyên của mình. Đáng ghét. Sao họ biết thứ này? Biết không có gì là lạ. Mỗi một người kỳ đều có đá kỳ nguyên. Đá kỳ nguyên ổn định cảm xúc và khả năng của chủ nhân, là đá bảo vệ. Người kỳ càng mạnh mẽ thì khả năng của đá kỳ nguyên cũng càng mạnh, càng lớn theo. Chắc hẳn là người càng phát hiện ra thứ này có thể chứa đựng sức mạnh của người kỳ, nên có ý đồ sử dụng thôi. Nhưng càng bị lấy nhiều đá kỳ nguyên thì sức mạnh của người kỳ sẽ trở nên càng yếu. Vậy nên vụ buôn bán này sẽ không công khai.
họ chỉ tìm những người kỳ đã tới rừng cùng thôi. Hình như người càng không hề biết đá kỳ nguyên ràng buộc rất mật thiết với chủ nhân. Mỗi lần sử dụng thì ý thức của hai người đều sẽ tạm thời kết nối với nhau. Vậy nên Từ Hữu Đạo nghĩ là đó chỉ là mơ thôi. Trong mơ ta mơ thấy nó rất nhiều lần. Nói ngược lại thì có lẽ Mục Viên vẫn còn sống. Cũng không biết sao huynh ấy lại rơi vào bước đường phải bán đá kỳ nguyên. Lỡ như là định dụ huynh thì sao? Không thể nào. Đến giờ mà huynh vẫn nghĩ là không thể à? Ta tin huynh ấy sẽ không hại ta. Nếu người đứng đằng sau thật sự là huynh ấy thì ta nhất định sẽ lại tìm ra huynh ấy. Đại tướng quân, phiền cô rồi. Cô phải cố gắng thúc đẩy lục ước càng kỳ, giết chuyện không cho càng tộc mua bán đá kỳ nguyên và luật pháp của họ. Nói thì dễ, sao chỉ chút tự tin này mà cô cũng không có vậy? Ngây thơ, chuyện này không liên quan gì tới việc ta tự tin cả. Đặt ra một điều luật, ban một lệnh cấm thì có gì khó? Nhưng vô số người kỳ bị kỳ thị ở thành Cửu Tiêu sẽ không vì chúng ta ban một lệnh cấm mà có thể sống được. Cầm lấy đi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chỉ có tiêu diệt triệt để ngăn cách từ trong thâm tâm của người dân hai tộc Càn Kỳ thì người Kỳ mới có thể sống tốt ở nước Càn. Không ngờ ta lại không hiểu người của tộc mình như thế. Huynh cũng không cần phải lo âu quá. Dù sao đá kỳ nguyên cũng không phải là vật mà Càn tộc chống chịu được. Nếu sử dụng nhiều thì sẽ chết vì không chịu đựng được. Chắc chắn sẽ không phát triển tới mức đáng sợ như tộc Huyền Kỳ sử dụng đá kỳ nguyên. Đại tướng quân, lần này cô tới thành Cửu Tiêu có phải có mang theo cỏ lan dẫn không? Làm gì? Khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi ư? Ta nghĩ ta biết nguyên nhân cái chết của họ rồi.